Nhật Bản, với nền văn hóa độc đáo và sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, luôn thu hút du khách bằng những điều đặc sắc riêng biệt. Trong số đó, phố đi bộ Akihabara nổi bật như một điểm đến không thể bỏ qua. Được mệnh danh là thánh địa của văn hóa otaku, Akihabara không chỉ là nơi hội tụ các sản phẩm công nghệ tiên tiến, mà còn là một không gian sống động, nơi những tín đồ manga, anime và game tìm thấy niềm đam mê của mình. Nhất là kể từ khi phố đi bộ Akihabara, thiên đường cho người đi bộ, được đưa vào hoạt động năm 2004, khu vực này càng trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, vào một ngày chủ nhật u ám của 4 năm sau đó, mùng 8 tháng 6 năm 2008, bầu không khí sôi động ấy của Akihabara bất ngờ bị phá vỡ. Vào lúc 12 giờ 30 phút trưa, khi mọi hoạt động mua bán vui chơi vẫn đang diễn ra, thì từ xa, một thanh niên trẻ tuổi trong bộ vest trắng bất ngờ lái chiếc xe tải 2 tấn lao với tốc độ 40 km/h xông vào một đám đông trên phố đi bộ, khiến ít nhất 5 người đã ngã ra đường. Khi chiếc xe trườn tới trước bãi đậu xe, hắn mở cửa lao ra ngoài, mang theo một con dao sắc bén vừa gào lên vừa chạy trong vô thức. Chỉ trong khoảnh khắc, phố đi bộ Akihabara, những âm thanh tiếng cười tràn ngập trước đó đã nhường chỗ cho tiếng gào thét hoảng loạn, khiến cả nước Nhật sẽ không bao giờ quên. Thời điểm tiếng hét vang lên thất thanh cả khu phố đi bộ, thanh tra Ogino Hisashi, 56 tuổi, đang làm việc tại đồn cảnh sát gần ga Chiya Akihabara, chạy ngay đến khu vực trung tâm. Ban đầu ông nghĩ đó có thể là một vụ tai nạn giao thông, nhưng nhanh chóng nhận ra sự thật không phải như vậy. Trước mặt thanh tra, một người thanh niên chừng 20 mấy tuổi, tay phải cầm một vật sắc nhọn hai lưỡi, đang chạy quanh, và những người qua đường lần lượt bị va chạm và ngã gục. Nhận ra tính khẩn cấp của tình huống đó, thanh tra Hisashi tức tốc đuổi theo thanh niên đó và không ngừng hét to, dừng lại. Thanh niên kia giật mình quay lại, đôi mắt anh trống rỗng rồi lao về phía thanh tra mà không nói một lời. Để chống lại, thanh tra Hisashi dùng dùi cui tấn công vào phần đầu đối phương. Thanh niên loạng choạng chạy vào một con hẻm gần đó. Chỉ khi thanh tra Hisashi giơ súng lên và cảnh báo, "Tôi sẽ bắn anh," gã thanh niên mới thả con dao xuống đất, ngồi bệt và khóc nức nở. 17 xe cấp cứu được gửi đến hiện trường, nhưng vẫn không cứu kịp một số nạn nhân đã quá nguy kịch. Vụ việc khiến 7 người qua đời, chưa kể đến 10 người bị thương nặng phải điều trị lâu dài. Thanh niên mặc đồ vest lập tức bị bắt đưa về điều tra vì tình nghi âm mưu giết người. Trong lúc áp giải ra xe, thanh tra Hisashi hỏi, "Tại sao anh làm điều này?" Nhưng không nhận được câu trả lời. Ngay cả trên xe cảnh sát hướng về đồn, hắn ta vẫn cúi đầu im lặng. Ngày hôm sau, thanh tra quay lại công việc thường ngày tại đồn cảnh sát, nhưng không ngừng thắc mắc về nam thanh niên kia. Làm sao một người trẻ lại có thể hành động bạo lực, nhắm vào những người xung quanh một cách bừa bãi đến như vậy? Để giải đáp băn khoăn này, ông bắt đầu chú ý đến báo cáo về vụ việc. Thân phận của kẻ sát nhân. Kato Tomohiro, thời điểm gây án chỉ mới 25 tuổi, sinh ngày 28 tháng 9 năm 1983, lớn lên trong một căn nhà vùng nông thôn Aomori, Honshu với một gia đình tuyệt vời, có cha mẹ và một em trai kém 3 tuổi. Cha của Kato làm việc trong một tổ chức tài chính, còn mẹ là một cựu học sinh tốt nghiệp trường trung học Aomori danh tiếng. Được biết, sau khi tốt nghiệp trung học, Kato không vào đại học Hokkaido mà quyết định theo học tại trường cao đẳng công nghệ ô tô Nakanihon. Sau khi tốt nghiệp, Kato được thuê làm công nhân tạm thời tại một nhà máy lắp ráp thiết bị tự động tại trung tâm thành phố Shizuoka. Tuy nhiên sau đó thì y nhận được thông báo y thuộc diện bị cắt giảm nhân lực vào cuối tháng 6 năm 2008. Nhận định đây có thể chính là khởi nguồn cho cơn phẫn nộ tại phố đi bộ của hung thủ Taco, cảnh sát quyết định điều tra thêm về hoạt động đời sống thường ngày lẫn mạng xã hội của Taco để tìm ra nguyên nhân đằng sau. Quả thật, Taco đã có dấu hiệu không bình thường trong cảm xúc từ khi bị sa thải tại nhà máy ô tô. Những cơn xả giận trước thảm họa. Để xả giận vì bị đuổi, Kato Tomohiro bắt đầu để lại tin nhắn trên các bản tin trực tuyến qua điện thoại di động của mình. Nhưng Taco không chọn các trang web nổi tiếng mà chỉ để lại tin nhắn trên những trang bảng tin ít phổ biến hơn. Từ ngày 5 tháng 6 năm 2008, Kato đã đăng lên những dòng chữ như thể một loại thông báo nào đó trên các bản tin trực tuyến như: "Tôi cảm thấy trong xã hội có rất nhiều lực lượng dự bị tội phạm. Ai cũng có thể. Sử dụng xe tải không phải quá liều lĩnh sao?" Tin nhắn ngày 6 tháng 6 gần như là lời cảnh báo rõ ràng hơn về một tội ác. Điều tôi muốn làm, một giấc mơ giết người. Tin nhắn cùng ngày có nội dung: "Tôi đã mua 5 con vật sắc nhọn." Và đây là hình ảnh CCTV cửa hàng ghi lại. Vào thứ 6, ngày 6 tháng 6 năm 2008,
Tomohiro Shikato nói chuyện vui vẻ với nhân viên bán hàng khi đến mua hung khí tại một cửa hàng quân sự nhập khẩu ở thành phố Fukui, miền Tây Nhật Bản. Tin nhắn vào ngày hôm sau, ngày 7, Taco tiếp tục tiết lộ: "Tôi đã thuê thành công và việc chuẩn bị đã hoàn tất." Vào ngày 8 tháng 6, tức ngày xảy ra vụ án, vào lúc 5 giờ 21 sáng, Kato viết: "Tôi sẽ giết một người ở Akihabara bằng một chiếc ô tô. Nếu xe không hoạt động, tôi sẽ dùng dao. Tạm biệt." Lúc 11 giờ 45, Taco viết: "Tới Akihabara." Chừng 20 phút trước khi vụ tấn công diễn ra, Kato gửi thêm một tin cuối cùng với nội dung ngắn gọn: "Đã đến lúc rồi." Các tin nhắn của Kato Tomohiro thể hiện một tâm trạng bất ổn và một ý định rõ ràng trong việc thực hiện hành vi bạo lực. Tuy nhiên, động cơ thực sự đằng sau những hành động này cần được xem xét kỹ lưỡng. Tức giận không phải là lý do giết người thật sự. Dù Kato khai rằng động cơ vụ sát nhân là do đã chán ghét thế giới, nhưng các nhà điều tra đã tìm hiểu nguyên nhân thực sự cũng như tại sao thủ phạm chọn Akihabara và có phải y lên kế hoạch từ vài ngày trước hay không. Thì theo các chuyên gia tâm lý học, Kato có lẽ đã phải chịu đựng những áp lực nặng nề về tâm lý. Bởi qua lời khai từ Kato, các điều tra viên nhận định y đã thể hiện bản thân như một người kém may mắn và cuộc sống luôn chìm trong chuỗi bất hạnh triền miên. Cảnh sát quyết định điều tra về đời sống và quá khứ của Kato. Càng điều tra, họ càng bất ngờ khi nhận ra Kato đã tiếp nhận một kiểu giáo dục khủng khiếp đến từ phía gia đình ra sao. Cụ thể, sau khi kết hôn, mẹ Kato trở thành một nhân viên công chức nhưng sau đó trở thành một bà nội trợ. Những áp lực và mặc cảm của bà dần chuyển sang Kato Tomohiro. Kato cứ như vậy sống dưới sự kiểm soát chặt chẽ của mẹ từ khi còn nhỏ. Bà không chỉ đặt ra yêu cầu học tập nghiêm ngặt mà còn giám sát mọi khía cạnh trong cuộc sống hàng ngày của Kato, như việc phải trở về nhà ngay sau giờ học. Điều này dần dần khiến Kato cảm thấy áp lực và mất bình tĩnh. Về phương pháp giáo dục của mẹ, không chỉ Kato Tomohiro mà em trai Kato Juji cũng khẳng định rằng cách nuôi dạy của mẹ là không bình thường. Khi còn nhỏ, có lần Juji thấy Kato nghịch ngợm với những cây bắp cải trong bếp. Khi thấy cảnh tượng này, mẹ tức giận, bế Kato lên bậu cửa sổ tầng 2 và cố đẩy Kato xuống. Chi tiết đó đã để lại dấu ấn sâu sắc trong tâm trí của Juji. Khi Kato học lớp 2 ở trường tiểu học, có lần mẹ bắt Kato đọc thuộc lòng bảng cửu chương 9 ngay khi đang tắm. Nếu Kato đọc sai, bà sẽ nhấn đầu Kato xuống nước. Người mẹ cũng giám sát chặt chẽ khi Kato viết tập làm văn. Chỉ cần câu đầu tiên sai, bà sẽ xé ra và bắt Kato làm lại từ đầu. Đó là lý do dù các tác phẩm của Kato thường đoạt giải, Kato không hề có chút hài lòng vì cảm thấy đó không phải là thành tựu của riêng mình. Những sáng tác đã từng đầy đam mê sau cùng chỉ còn lại nỗi sợ hãi. Và Kato cảm thấy mình như một con rối hoàn hảo sống dưới sự kiểm soát của mẹ. Em trai Kato, Yuji, từng kể rằng có lần mẹ tức giận ném hết đồ ăn lên sàn, buộc Kato phải liếm bữa tối như rác. Mẹ cũng từng dán nhãn lên người Kato khi cậu khóc. Nếu dán đủ 10 miếng, Kato sẽ bị trừng phạt. Những phương pháp kỷ luật đó đã để lại trong Kato Tomohiro một nỗi sợ hãi sâu sắc. Cái bóng của người mẹ hiện hữu khắp mọi nơi trong cuộc sống của Kato, khiến cho Kato chưa bao giờ có cơ hội để tự lập. Khi mẹ Kato tức giận, bà không bao giờ giải thích lý do của cơn giận. Nếu không giao tiếp được, bà chỉ dùng nhục hình và chửi bới. Kết quả là Kato dần mất khả năng giao tiếp với người khác và bắt đầu có xu hướng sử dụng ngôn ngữ cơ thể để giải quyết vấn đề. Khi học cấp 2, vì điểm số của Kato, mẹ chỉ im lặng ngồi ăn, sau đó véo mặt và kéo tóc Kato. Khi Kato trở về phòng thì mẹ dùng chổi đuổi theo cho tới khi Kato không thể chịu đựng thêm được nữa. Tuy nhiên, dù hoàn cảnh gia đình có tệ đến đâu, không thể biện minh cho hành động của Kato trước những nỗi đau của người bị hại và pháp luật đã định sẵn. Vào ngày 24 tháng 3 năm 2011, trong phiên tòa đầu tiên tại tòa án quận Tokyo, tòa khẳng định Kato phải có trách nhiệm hoàn toàn cho vụ tấn công và Kato bị kết án tử hình. Tháng 9 năm 2012, tòa án cấp cao Tokyo dự án tử hình sau khi kháng cáo. Kato đã bày tỏ sự hối hận về vụ thảm sát rằng y muốn xin lỗi những người đã mất, bị thương và gia đình của họ. Khi bắt đầu xin tội, y nói y biết hắn là thủ phạm, mặc dù hắn không có ký ức vài phần của vụ việc. 10 năm sau đó, vào ngày 26 tháng 7 năm 2022, tòa án tối cao xác nhận thi hành án với Kato. 5 tháng sau, ngày 12 tháng 12 năm 2022, là thời điểm mà quyết định của tòa án trở thành hiện thực, khép lại một chương bi thảm của câu chuyện này. Những nỗi đau sau tội ác của Kato. Năm 2014, em trai Yuji của Kato bắt đầu xuất bản một số lượng lớn thư bày tỏ tất cả những suy nghĩ của mình trong suốt 6 năm kể từ ngày anh trai mình gây án. Bức thư đề cập rằng gia đình họ thường xuyên chuyển nhà sau vụ việc
nhưng vẫn không thể thoát khỏi sự truy đuổi của giới truyền thông và cư dân mạng. Người mẹ cũng phải nhập viện do suy sụp hoàn toàn. Công việc của Yuji cũng không suôn sẻ, càng bế tắc hơn nữa khi vợ chưa cưới của cậu đã quyết định hủy hôn. Trong thư, Yuji cũng nhiều lần đề cập đến hoàn cảnh của bản thân không khác gì anh trai mình. Điều này giống hệt như những gì Kato Tomohiro đã nói. Cả hai người đều sống dưới sự kiểm soát của mẹ mình từ khi còn nhỏ. Nhưng Yuji khẳng định, Kato là bản sao số 1 của mẹ tôi, thì tôi là số 2. Nhưng tôi sẽ không làm điều tương tự như anh trai tôi. Cuối cùng, Yuji tự kết thúc cuộc đời mình. Còn Kato, được biết trong thời gian chờ thi hành án, Kato xuất bản sau một quyển tự truyện là Tokyo Janji. Trong cuốn tự truyện Tokyo Janji của Kato, Kato đã thú nhận trải nghiệm bị ngược đãi thời thơ ấu, sự bất lực của mình với tư cách là một nhân viên điều phối lao động và thậm chí cả nỗi chán nản khi trở thành một người bị gạt ra ngoài lề xã hội, khiến Kato phạm tội giết người. Kato Tomohiro cũng bộc bạch trong đó, giây phút trước khi lái chiếc xe tải của mình tông vào người đi bộ, Kato đã từng muốn dừng lại. Chỉ cần ai đó để ý đến tin nhắn của Kato và sẵn sàng tương tác với Kato, chính cảm giác đè nén mà Kato cảm thấy từ khi còn là một đứa trẻ cứ tích tụ trong lòng khiến Kato tin rằng sẽ không có nơi nào để mình tồn tại trong xã hội này, ngoài án tù chung thân hay thậm chí là tử hình để kết thúc cuộc sống. Trước những chia sẻ đó của Kato, nhà tâm lý học cũng đánh giá, người thanh niên muốn giết ai đó có thể đã muốn được ai đó yêu thương mình. Tuy nhiên, có những ý kiến khá đối lập về Tokyo Janji. Nếu có một số người thông cảm cho hoàn cảnh của Kato và tự gọi mình là thế hệ Kato để đồng cảm cùng hung thủ, thì một bộ phận những người khác cho rằng toàn bộ cuốn sách chỉ là Kato đang tự biện minh cho sự tàn ác của chính mình thôi. Quả thật, dù có dùng sự thương cảm hay những lý do phức tạp dẫn đến hành động điên rồ đó, thì không ai trong chúng ta có thể quên đi những nạn nhân vô tội đã bỏ mạng tại nơi từng là thiên đường dành cho người đi bộ, Akihabara. Họ là những linh hồn đã phải chịu đựng nỗi đau tột cùng, giờ đây vĩnh viễn ra đi, để lại những khoảng trống mênh mông trong trái tim người ở lại. Mỗi cái tên là một câu chuyện chưa kịp kể, một ước mơ dang dở, không thể vãn hồi.